again my friends. Yeah, mình sẽ dành một chút xíu thời gian để mình ôn tập lại về ngữ pháp ha. Hy vọng là chỉ trong 5 phút thôi. Và hôm nay chúng ta sẽ ôn lại về đài từ. Và câu hỏi đầu tiên của mình là đài từ là gì? Ok, đài từ nhân xưng là một trong những từ mà mình học đầu tiên khi mình học tiếng Anh. Bởi vì trong tiếng Anh hầu như không có câu nào mà không có đài từ cả. Yeah. Vậy đài từ là gì? Kể ra cho mình một vài đài từ. That's easy, right? Are you, we, they, đài từ nhân xưng. Yes. Vậy đài từ là gì? Yeah. Câu hỏi này cũng rất quan trọng nhé. Đặc biệt là khi mình giải thích, mình bày cho em của mình học hoặc con mình học, khi mình giải thích cho các em là mình phải trả lời được câu hỏi đài từ là gì. Chứ không là các em sẽ rất là ngơ ngác. Ủa vì sao cứ học he, she rồi thì còn dễ, nhưng mà cứ it và they đó là bắt đầu loạn lên ha. Dạ, vậy đài từ là gì? Đơn giản nhớ, đài từ là từ đại diện cho một danh từ nào đó. Thay vì mình đang dùng cái này ha, là gì? Phone hoặc computer. Chẳng lẽ mình cứ gọi là the computer, this computer, this computer, that computer, the computer. Mình nhắc đi nhắc lại như vậy rất là mệt. Cho nên mình cần một từ để thay thế cho computer. Với điều kiện là một cái máy tính thôi thì mình sẽ dùng là it. Ok. Mình nói chuyện với một ai đó, chẳng lẽ mình cứ gọi là Lan, Hồng, ok, John, Alice. Mình nói hoài vậy. Rồi mình phải chuyển sang là gì? He hoặc là she. Yes. Vậy đài từ là từ đại diện cho một danh từ. Dạ. Yeah. Ok, đại diện cho một danh từ nào đó, một sự vật, sự việc nào đó. Dạ. Yeah. Hôm nay trong mình sẽ nói về đại từ trục ngữ và tân ngữ. Yes. Đại từ thì mình sẽ có các nhóm sau này. Đại từ nhân xưng mình sẽ có các nhóm là trụ ngữ, tân ngữ, tính từ sở hữu, đại từ sở hữu và đại từ phản thân. Mình sẽ chia nó ra làm 3 video, và video đầu tiên là ôn tập phần cơ bản nhất, đại từ trụ ngữ và tân ngữ. Ok. Thực ra nhá, nếu mình mà bám chắc vào cái tên gọi của nó là mình đã biết tác dụng của nó luôn rồi đó. Ok, trong thành phần của câu là thường có gì? SVO, thường người ta hay viết tắt như vậy. S là subject, V là verb and O object, right? SVO. Yeah. Ai học tiếng Anh rồi cũng quen với câu này cậu. Với cấu trúc này ha, SVO, SVO rồi thậm chí có O1, O2 nữa. Yeah. S là subject, nghĩa là chủ ngữ. V là verb, động từ. And O, object là tân ngữ. Ok. Vậy subject này thì nó đi đây, là nhóm này đây, chủ ngữ. Chủ ngữ thì nó đứng đâu ở trong câu? Thường các bạn hay trả lời một cách rất là thắc chắn là chủ ngữ đứng đầu câu. Nhưng mà mình phải sửa lại rằng là chủ ngữ đứng trước động từ. Yeah. Chứ nó chủ ngữ đứng đầu câu, lỡ một số câu có tràng ngữ đứng đầu thì sao, đúng không? Ví dụ như là today I'm talking to you chẳng hạn, thì nó đâu có đứng ngay đầu đâu ha, đứng trước động từ. Chủ ngữ đứng trước động từ. Yes, nó là chủ thể, nó gây ra cái hành động đó, hoặc là nó là chủ thể của cái trạng thái. Và gì? Tân ngữ. Thì tân ngữ thường đứng ở đâu? Khi mình học tiếng Anh mình sẽ phải làm quen với khái niệm tân ngữ rất là nhiều, bởi vì sau này học lên sẽ còn nhiều cấu trúc nhắc đến nó nữa. Và phải biết khái niệm là tân ngữ. Ví dụ như học câu bị động, chủ động thì phải biết là trong câu bị động chủ thì chủ ngữ sẽ được chuyển làm tân ngữ này kia đó. Vậy thì tân ngữ nó đứng ở đâu ở trong câu? Đứng ở đâu? Tân ngữ là gì? Và tân ngữ đứng ở đâu? Chủ ngữ thì là gì? Chủ thể gây ra cái hành động. Tân ngữ là chịu tác động ha. Ok. I drink a cup of coffee. Dạ, chủ ngữ thì tôi là người uống, tôi là chủ ngữ, và a cup of coffee là tân ngữ, đối tượng đang nhận đó, tác động của hành động đó ha. Vậy và tân ngữ đứng đâu ở trong câu tiếng Anh thì tân ngữ ở đâu? Phần kiến thức này rất quan trọng nhá. Tân ngữ đứng đâu ở trong câu? Tân ngữ đứng sau động từ. Dạ, nhìn vào đây biết rồi, tân ngữ đứng sau động từ nhưng hoặc đứng sau giới từ, được không? Được. Ví dụ như là go with me, đi với tôi, thì từ me đó là tân ngữ. Về bảng chủ ngữ và tân ngữ mình sẽ có I, me, you, he, him, she, her, it, we, us, they, them. Ok, mình để ý này. You là ngôi thứ hai, nó số ít hay là số nhiều? Nó cả hai. Yeah, mình nói với một mình bạn cũng là you, mình nói với nhiều người cũng là you ha. Nó là ngôi thứ hai và nó cả số ít số nhiều. You và you luôn ha. Ok. He, him, rồi it, same.
chủ ngữ, tân ngữ giống nhau ha. Ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai số ít và số nhiều. He, anh ấy, ngôi thứ ba số ít. She, ngôi thứ ba số ít. It, ngôi thứ ba số ít. We, chúng ta. Chúng ta. Khi mình nói we là có mình trong không? Có. Vậy thì nó sẽ là gì? Ngôi thứ nhất số nhiều. We. Yeah, we, chúng ta có mình ở trong đó nữa ha. Và they, họ. Ngôi thứ hai, ngôi thứ ba, ngôi thứ nhất. Ngôi thứ ba. Ok, không có mình. Yeah. They dùng cho người hay cho vật? Cho cả hai. Cả người và vật. Ok, dùng người cũng được, vật cũng được. Và khi mình nói they thì không có mình ở trong đó. Những người nào đó, những ai đó hoặc những cái gì đó và không có mình ở trong. Ok. Còn we là có mình tham gia trong đó. Có mình tham gia trong đó ha. Đó, một vài cái lưu ý sau. Dạ, như vậy mình sẽ thấy cầm những câu như thế này nó sẽ khác nhau nè. Ví dụ mình muốn hỏi, mình nói I love you. Chủ ngữ đồng từ tân ngữ you. Do you love me? Do you love me? Yeah, bạn có yêu tôi không? Me ở đây là tân ngữ đứng sau đồng từ. Và you ở đây và you ở câu đầu tiên, you ở câu thứ hai là khác nhau nhé. You ở câu đầu tiên nó là tân ngữ. Và you ở câu thứ hai là gì? Chủ ngữ, do you love me? Ok. Nào, it's good. Yeah, is it good? It's good. I like it. Là cũng khác nhau nhá. It's good. It, chủ ngữ này. It's good. Nó tốt. I like it. Tôi thích nó. Vậy từ đây là tân ngữ và đây là chủ ngữ. Ok. Và nhớ nhá, tân ngữ còn có thể đứng sau giới từ go with me. Go with me. Ok, đi với tôi. Yes, go with. Đây là giới từ, sau giới từ thì chọn nhóm này bỏ vào. Ok. That's enough for today. See you next video. Thank you. And remember, stay at home, wash your hand, drink juice, eat healthy food, have enough sleep, keep learning. Okay, don't be panic and think positively. Remember our checklist. Yeah. Bye bye.